Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Một cuộc sống dựa trên hòa bình, trí tuệ và lòng trắc ẩn là có thể. Nhưng tất cả chúng ta phải bắt đầu với chính mình. Là con người, tất cả chúng ta đều cố gắng hết sức để mang lại một thế giới dựa trên lòng nhân ái và lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, điều có vẻ không ổn là những gì cá nhân chúng ta muốn trở nên quan trọng hơn lợi ích của cả cộng đồng. Bởi vì chúng ta có xu hướng dính dáng đến sự ích kỷ, thích và không thích của bản thân, chúng ta tạo ra những bức tường và cô lập mình với người khác. Chúng ta không cho phép sự cởi mở có thể cảm nhận được giữa con người với nhau vì hai điều cơ bản: hy vọng và sợ hãi. Tất cả chúng ta đều muốn cuộc sống hạnh phúc và không ai muốn đau khổ. Vì vậy, mỗi hành động của chúng ta đều được thúc đẩy bởi suy nghĩ: làm thế nào để tôi có thể hạnh phúc? Làm thế nào để tôi có thể tránh khỏi đau đớn? Trong một thế giới đã bị chia cắt theo nhiều cách, chúng ta tạo ra một thế giới của riêng mình, một thái độ rất ích kỷ phát triển. Tất cả các triết lý và tôn giáo trên thế giới đều hướng tới mục tiêu phá vỡ bức tường tự cô lập này, để chúng ta có thể làm việc với nhau bằng sự quan tâm và từ bi thực sự. Chúng ta xem xét kỹ lưỡng bản thân, không phải như một cách tự trách mình đã tạo ra sự chia rẽ này, mà là một cách làm việc với nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Vấn đề không phải với thế giới hay với những người khác, mà là ở chính chúng ta. Trí tuệ là bẩm sinh trong chúng ta. Nó không phải là thứ có thể mua, nghe hoặc nhận được từ bên ngoài. Nhưng sự tham gia của chúng ta với môi trường bên ngoài và sự sao lãng cảm xúc của chính chúng ta gây ra một bức màn ngăn cản chúng ta quan sát bản thân một cách cẩn thận. Chúng ta không cho mình đủ thời gian và không gian để sử dụng trí tuệ bẩm sinh quan sát bản thân trước khi hành động. Tuy nhiên, thông qua thiền định, có khả năng trí tuệ nảy sinh trong mỗi con người. Thiền định là quá trình hướng nội, kiềm chế khuynh hướng nhị nguyên của chúng ta là chú ý đến các vấn đề bên ngoài hơn là các vấn đề bên trong. Một xã hội dựa trên hòa bình, hòa hợp, trí tuệ và lòng trắc ẩn sẽ không thể thành hiện thực, trừ khi mỗi người bắt đầu với chính mình. Thông qua sự thiếu hiểu biết, không sử dụng trí tuệ bẩm sinh, chúng ta viện nhiều lý do để không bắt đầu với chính mình. Cái cớ lớn nhất mà chúng ta sử dụng là chúng ta yêu cầu người kia thay đổi trước khi chúng ta thay đổi. Vì vậy, nếu một người thức dậy vào buổi sáng và mọi thứ không diễn ra theo cách người đó muốn, mọi thứ sẽ đổ lỗi cho thế giới bên ngoài. Vào những ngày mà mọi thứ diễn ra thuận lợi, người đó tỏ ra tử tế hơn. Nếu chúng ta suy ngẫm về nó, chúng ta nhận ra rằng nhận thức của chúng ta về thế giới bên ngoài có liên quan nhiều đến thái độ bên trong của chúng ta. Tâm trí của chúng ta bào chữa dựa trên hoàn cảnh bên ngoài để phản ánh những gì chúng ta cảm thấy bên trong. Khi chúng ta nhìn thấy một người làm điều gì đó mà chúng ta thích, thì người đó là một người tốt. Nhưng nếu người đó làm điều gì đó mà chúng ta không thích, thì người đó là một người xấu. Vì vậy, việc chuyển đổi ngoại cảnh phải bắt đầu bằng việc chuyển hóa bản thân bên trong. Bởi vì chỉ khi bản thân được thuần hóa và một lượng nhận thức hợp lý tồn tại bên trong chúng ta, thì chúng ta mới có sức mạnh để liên hệ đúng đắn với người khác. Trái tim con người về cơ bản là rất tốt, rất rộng lượng và rất nhân ái. Nhưng nó có thể không phải lúc nào cũng hoạt động cùng với sự khôn ngoan. Ngay cả trong những vấn đề thuộc về tâm linh, nơi chúng ta đấu tranh để đạt được một số vị tha và buông bỏ chấp trước, vô minh và ích kỷ. Nhận ra trí tuệ bẩm sinh trong mỗi con người phải bắt đầu từ việc rèn luyện bản thân. Để phá vỡ vô minh, đòi hỏi phải phá bỏ vô minh dưới mọi hình thức của nó. Sự vô minh không phải là thứ đến từ người khác. Vô minh là thứ đến từ sự phóng chiếu của cái tôi. Đó là những ảo ảnh do tâm trí con người tạo ra
rất nhiều hiện tượng bên ngoài. Và một khi ảo ảnh đó được tạo ra, chúng ta thấy nó rất vững chắc. Trong thiền định, chúng ta phá vỡ ảo tưởng đó về các hiện tượng bên ngoài. Khi chúng ta sống trong chánh niệm và buông bỏ chấp chước vào ảo tưởng đó, chúng ta sẽ không bị đau đớn và sợ hãi. Tuy nhiên, cho đến khi đạt được mức độ nhận thức đó, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn, mọi thứ bạn sử dụng hoặc tiêu thụ đều bắt nguồn từ sự phụ thuộc vào người khác. Bạn ngồi trên ghế do người khác làm, bạn mặc quần áo do người khác may, bạn ăn thức ăn do người khác nấu. Cho dù bạn muốn tin rằng bạn là con người của chính mình và đã đạt được những điều nhờ nỗ lực của chính mình, thì sự thật là bạn được liên kết với tất cả những sinh vật khác. Nhận thức về sự phụ thuộc lẫn nhau này trực tiếp dẫn đến ý thức về trách nhiệm và buông bỏ sự tự chấp của chúng ta. Cho đến khi chúng ta đạt được vị tha thực sự, hoàn toàn thoát khỏi vô minh, chúng ta có thể làm những điều tốt đẹp, mang lại lợi ích cho người khác theo cách tốt nhất có thể. Trong hành động, lời nói và suy nghĩ của bạn, bạn đặt người khác lên trước chính mình. Một số người trong chúng ta thực hành thiền định để đạt được sự hiểu biết này. Những người khác có thể hiểu điều này mà không cần thiền định chính thức. Và không ai hiểu bạn tốt như bạn. Bạn cần sự khôn ngoan để hướng nội, để xem bạn là người như thế nào. Từ bi có nghĩa là buông bỏ danh tính bản thân, buông bỏ việc chứng minh danh tính đó mọi lúc. Từ bi có nghĩa là bạn hoạt động theo cách hoạt động của gió, mặt trời hoạt động hoặc không khí hoạt động. Mọi người đều được hưởng lợi từ việc có thể hít thở không khí. Nó cũng giống như cách đối với mặt trời. Mặt trời không ngừng chiếu sáng, mang lại sự sống cho tất cả các sinh vật. Nếu bạn có thể buông bỏ việc biến mình thành người quan trọng nhất trên thế giới, bạn sẽ có nhiều năng lực và sự rộng rãi hơn để làm việc với những người khác. Bạn sẽ tìm thấy nhiều không gian, thời gian và năng lượng hơn trong chính mình. Ví dụ, vì lòng tốt của bạn, bạn đến làm việc trong một bệnh viện hoặc làm công tác xã hội, nhưng bạn thấy rằng có những hạn chế và bạn không thể làm mọi thứ theo cách bạn muốn. Bạn thấy mình đang chiến đấu chống lại hệ thống và bạn đã đến mức kiệt quệ vì những nỗ lực của mình. Bạn kết luận rằng lòng trắc ẩn của bạn không được sử dụng theo cách tốt nhất. Điều cần hiểu ở thời điểm này, bằng cách áp dụng trí tuệ vào lòng từ bi của bạn, là bạn đang mang lại sự vững chắc cho hoàn cảnh như thế nào. Bởi vì bạn đang cố chấp giữ suy nghĩ của mình, cảm giác thất vọng đã làm lu mờ khả năng sáng tạo mà bạn có thể áp dụng vào tình huống. Khi chúng ta muốn tạo ra lòng trắc ẩn, cuối cùng chúng ta phải làm việc với cảm xúc của chính mình. Không có trí tuệ, lòng từ bi sẽ không hoạt động. Sự khôn ngoan là thứ cho phép chúng ta không bị điều kiện và không thiên vị trong hành động của mình. Với sự khôn ngoan, chúng ta không bị giới hạn vào một nguyên nhân hay mục đích duy nhất. Chúng ta cố gắng hết sức trong một tình huống nhất định. Nếu không có sự khôn ngoan, chúng ta thường chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất mà chúng ta nghĩ là điều quan trọng nhất. Nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới tập trung đông người. Sẽ có nhiều điều không được thực hiện hoặc không được nói theo một cách mà bạn thích. Sự khôn ngoan dạy chúng ta rằng những khác biệt không nên khiến chúng ta lùi bước. Nếu chúng ta khăng khăng rằng lời nói và lòng từ bi của mình phải được mọi người chấp nhận, thì đó thực sự là trí tuệ chưa hiển lộ. Sự khôn ngoan thực sự là buông bỏ sự cố định về những gì chúng ta nghĩ là đúng, để thấy rõ hơn điều gì thực sự hữu ích. Trí tuệ là sự cởi mở cho phép chúng ta nhìn thấy những gì thiết yếu và hiệu quả nhất, những gì thực sự cần được thực hành bởi toàn nhân loại. Điều này là rất cần thiết. Đây là điều mà chúng ta cần thực hành. Sự khôn ngoan đòi hỏi chúng ta phải làm việc với nội tâm để hành động phù hợp với những điều tốt lành cơ bản mà chúng ta có. Và khi chúng ta gặp trở ngại hoặc khó khăn, chúng ta có thể sử dụng chúng để phát triển thêm nguồn cảm hứng. Vì nếu chúng ta chân thành coi trọng lòng tốt và sự quan tâm, niềm tin đó sẽ cho chúng ta dũng khí
để vượt qua mọi trở ngại. Trí tuệ bẩm sinh của chúng ta cần được phát triển, thấu hiểu và rèn giũa. Mỗi người phải phát triển phẩm chất không sợ hãi, để trí tuệ có thể làm tan biến sự vô minh. Sự khôn ngoan tốt nhất là bạn có đủ can đảm để áp dụng cho chính mình. Chỉ khi đó, bạn mới có thể thực sự hiểu con người như họ vốn có. Sau đó, bạn có thể cho bản thân và những người khác cơ hội phát triển cá nhân, suy nghĩ theo ý họ. Tất cả chúng ta đều cần không gian để phát triển. Tất cả chúng ta đều có thể học cùng nhau ở một mức độ nào đó. Nhưng sự biến đổi của thế giới phải bắt đầu từ chính chúng ta. Từ bi và trí tuệ cần kết hợp với nhau, kết hợp với sự khéo léo, khoan dung và kiên nhẫn. Nếu chúng ta cho mình thời gian và không gian để thực sự quan sát những suy nghĩ và hành động của chính mình, điều tốt đẹp có thể xảy ra. Sau đó, chúng ta có thể cho mình và những người khác nhiều không gian để hoạt động hiệu quả. Thay vì hành động ích kỷ, chúng ta hành động vị tha. Hành động chắc chắn bắt đầu từ chính chúng ta. Khi nhìn vào gương, chúng ta thường biết mình muốn thấy gì. Và vì vậy, chúng ta chỉ nhìn thấy những gì mình muốn. Để xem những gì thực sự trong gương, tốt hay xấu, và làm việc với những gì chúng ta nhìn thấy là rất quan trọng và rất cần thiết. Cần sự can đảm của chính chúng ta. Vì vậy, hãy suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì thời thế thay đổi, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, chúng ta đánh mất một người mà chúng ta biết. Thời gian không chờ đợi một ai. Và vì có sự thay đổi trong từng khoảnh khắc, nên sự phù phiếm chỉ làm hại chính chúng ta. Nhưng nếu trong kiếp người ngắn ngủi của chúng ta có thể mang lại lợi ích nào đó cho người khác, thì đó là hoạt động của một đấng giác ngộ. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những thông tin hữu ích và nguồn năng lượng tích cực. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể tương tác trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage Swimflame 1177 Linh Hồn Song Sinh mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.